Anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Ninh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi, quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng, Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom? Không, đơn vị... Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Thằng nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đối xem cho anh nhá. Cái đấy thì bình thường bạn ơi. Đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ô vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? Thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. Anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải nó có gì cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em thì cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa đâu có gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30 mấy tuổi không? Ừ. Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm mà không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Rồi, em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè, mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợi sợi này nè là không thích, tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. Dạ, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn em phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bạn? À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi. Vậy à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mét bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giày cao gót. Được, không xem. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi có cái điều gì mà bạn không thích ở người bạn gái nữa không?
Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu à, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm nó lộ quá đâu anh. À, có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được, mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Nhìn mà quíu quíu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xe bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy? Đó, có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À, có, nhậu có. Ủa, nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc là 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ô chào dạ, gái. Em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ừ, Xuân Độc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ như vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì cái thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha, cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em mà ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. Chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á. 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á, nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á, thì không biết là anh có xử sự một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha, là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên cơ đấy. Không có đâu. Đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn là khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Dạ cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, em vợ dễ thương dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến mình đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh Duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục những cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Kéo màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa phải hoa màu đỏ và phải bó lại tròn như thế này em mới thích. cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào ở đây hết á. Và khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này thì anh
nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh. Nếu mà anh lập nghiệp trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Ừ. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau, sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai. Thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật. Bởi vì mình là... Sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quyền Ninh. Anh cũng là trưởng nè. Cũng hai đứa con gái nè. Vui như Tết. À, tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng con mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ. Coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi, nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình đó, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà em. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ, bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị, những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Miko đang được đến thăm căn nhà nhỏ của anh Tân và chị Mỹ Phượng. Và đây, được nhìn thấy chị Phượng trên TV mà bây giờ mới... Đó, chà, thay đổi rồi nè. Cho tôi nói là mấy tháng rồi? Với gạo được 7 tháng rồi chị. Wow, yeah. Thì đại diện chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cũng có món quà xin gửi đến cho bé gạo này nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình. Nhà cửa rất là gọn gàng. Một tay chị dọn dẹp chuẩn bị hết hay sao? Ừ, thì phần lớn là cũng chủ yếu là mình thôi. Tại vì anh thì các bạn cũng biết là từ thứ hai tới thứ sáu đâu có ở nhà đâu. Hai mẹ con, nói chung bây giờ là thành ra hai mẹ con. Ừ, nhưng mà con thì chưa phụ mẹ được. Lúc đầu á, cái lúc mà mới cưới á, thì thực sự cũng rất là buồn. Nhưng mà nhiều khi á, mình cứ nghĩ là mình đã có chồng rồi nhưng mà tại sao giống như là đang độc thân vậy đó. Mình tự an ủi bản thân mình, thấy gia đình người ta vợ đi làm về mệt vất vả phải nấu cơm cho chồng, mình như vậy là thoải mái hơn, giống như hai vợ chồng có một cái khoảng thời gian riêng với nhau. Như vậy cũng là một cái lời động viên cho bản thân mình, đó là con đường mà mình đã chọn, mình yêu anh cho nên chấp nhận. Mạnh mẽ quá. Phải từ mạnh mẽ bản thân mình, phải từ anh ủi bản thân mình rất là nhiều. Nhưng mà anh Tân nè, thật sự thì anh thấy mà anh nhìn vô thì anh có thấy là tội vợ mình quá. Nhất là thời gian, chắc chắn là có thời gian đầu là ốm nghén, rất là mệt mỏi. Thì đã có bao giờ mà chị Phượng trách móc anh không? Vợ chồng mới cưới mà, thì không thể thiếu được những cái vã độc. Nhưng mà qua những lần đó thì vợ chồng càng hiểu nhau hơn và mình cảm thấy vợ rất yêu mình. Thì nhưng mà vợ cũng không có một lời gì trách móc nhỉ? Chưa luôn, chưa có trách gì luôn. Dạ đúng rồi. Mà vợ Phượng có thời gian nghén không? Mệt dạ không? Có chứ chị, thì lúc nào bầu bì thì cũng có khoảng thời gian nó mệt. Tại vì em cũng phải đi làm nữa, cho nên buổi tối là cái khoảng thời gian mà em rất là mệt. Nhưng mà lúc nào em cũng động viên con em cố gắng, hai mẹ con mình phải cố gắng, phải nhờ lên bà ngoại
bé gạo. Dạ, cũng có một khoảng thời gian nhưng mà rất là ít. Còn thí dụ như ngán hay thèm ăn món gì thì tự đi mua. Đúng rồi, tự. À, ví dụ như nhiều khi bé gạo thời gian đầu hơi chướng mẹ một xíu, bé gạo là chỉ có ăn hải sản, ăn trái cây, không ăn thịt. Cứ nhìn thấy thịt là làm khó chịu mẹ. Anh Tân có biết cái đó không? Có biết. Thì chị tự lo. Đúng rồi, tự lo. Thế là ngồi hai mẹ con thủ thỉ với nhau. Ờ, ok, mẹ để cho bé gạo ăn hải sản nha. Rồi, mình không ăn thịt chứ gì. Rồi, cứ tâm sự với nhau, làm động lực cho nhau. Nói vì bé gạo cố gắng hết tất cả. Thì chị Trang làm công việc gì? Dạ, quản lý một cái siêu thị nhỏ, cái cửa hàng Vinmart nhỏ chị. Dạ, em tự đi làm. Buổi sáng thì thời gian bắt đầu của em là 9 giờ tới 6 giờ, giờ tối. Em thường buổi 6 giờ em dậy thì tập các bài tập thể dục dành cho bé. Rồi chuẩn bị ăn, nấu ăn mang đi theo. Tại nấu vì, luôn. Đúng rồi, tại vì bây giờ mình đang mang bầu cho nên là cẩn thận trong chuyện ăn uống vậy đó. Ví dụ như nhiều khi mệt thì mình nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà mình vẫn muốn đảm bảo công việc của mình để cho mà bây giờ ở nhà một mình thì thực sự cũng rất là buồn. Thì lấy công việc làm niềm tin. Em với là mình. Superman. Superwoman. Tại vì thực sự em cũng chia sẻ với chị ngay từ khi mà em lấy ba bé gạo, em không đặt quá nhiều cái gọi là hy vọng và niềm tin ở chồng mình. Có thể em yêu và cho 10 nhưng mà em không hy vọng là ba bé gạo sẽ cho lại em 10. Chỉ cần 5-7 là như vậy là được rồi. Còn thì bây giờ sao? Bây giờ thì tất cả em dành tình yêu này cho gia đình, đặc biệt là dành cho bé gạo của em. Còn anh đang cho lại mấy à? Anh tính theo đấy. Điểm của anh thì thôi cho điểm khá đi ba. Cho ba điểm khá. Tao thấy cũng hơi miễn cưỡng. Bây giờ cưới nhau xong rồi có thay đổi gì không? Những ưu nhược điểm của anh Tân nè. Ba bé gạo là một người rất là ít nói. Và không phải là cái người thuộc tiếp ga lăng hay là chiều chuộng vợ. Không phải là tiếp hồi đó. Có thể trong tâm là rất là thương vợ ấy, muốn giúp đỡ cho vợ nhưng mà thực sự không biết là giúp cái gì. Có vị vợ nói ba bé gạo nấu giúp mẹ bánh cơm thì đi nấu, nhưng mà thực sự không có biết tự chủ động, không có biết chủ động. Ba có một cái buồn, ba bé gạo là rất thích điện thoại thực sự. Thời gian dành bấm điện thoại. Thời gian điện thoại nhiều lắm. Đấy. Tôi bỏ thuốc chưa? Không, bỏ thuốc rồi, bỏ rồi chứ. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới, mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo này của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Bé gạo rất là ghét mùi thuốc. Ngay từ tháng đầu tiên ha, ba bé gạo chỉ cần ngồi gần một người hút thuốc thôi là về là coi như gạo đã không thích rồi. Ui, ghê lắm. Dùng cái chiêu là con không thích. Cực kỳ. Đúng rồi. Cái này đâu kiểm chứng được đâu. Nhưng mà cái đó cũng là mình mốt trình bắt trước. Trình ra học lại. Còn cái vụ ngủ ngáy thì giờ sao? Quen rồi hả? Ui, cái đó coi như là em quen luôn rồi. Là vẫn còn. Thì vẫn còn. Y như cũ. Đúng rồi, không cái đó thì cái không thể thay đổi được rồi. Hôm qua hỏi rồi không nói nữa. Ôi, kỳ. Chắc hôm qua mẹ ngủ say quá, mẹ không nghe được. Sáng nay hỏi em Phượng, hôm qua không nói nữa. Anh Tân làm sao, anh thấy những ưu nhược điểm của Phượng nè? Cũng cưới nhau được hơn 1 năm rồi thì đã chia sẻ từ cái khi mình bắt đầu quen nhau thì đúng là như vậy. Còn nhược điểm thì như hôm có bữa thứ hai mình quay lại mình có chia sẻ thì nói chung là dạo này mình cũng thấy có đang là ít hơn cái gì nhỉ? À, ngủ mà nghiến răng á. Là nhược điểm hả? Nhưng có mà ít hơn. Có hay cằn nhằn không? À không cằn nhằn thì không. Nói chung là vợ chồng thì ví dụ mà có cái gì cái mà không hiểu nhau thì có thể nói thẳng với nhau luôn. Để có gì góp ý rồi sửa nhau thôi chứ không có cần nhằn gì hết. Thì cho Trinh hỏi, nhìn nhà của mình thì đây là một trong những căn của dãy nhà trọ đúng không? Đúng rồi. Cưới nhau bây giờ cũng là 2 năm đúng không? Chuẩn bị có con đầu rồi, sắp tới là có những cái dự tính gì chuyển chỗ ở hay là sao không ạ? Chỗ này là từ khi mà có bé gạo là hai vợ chuyển đến đây. Thì nói chung là nếu mà giờ hiện tại như ở đây thì cũng đã gọi là rộng rãi thoải mái đối với hai vợ chồng rồi. Nhưng mà khi mà sinh em ra thì cũng muốn là kiếm một cái nơi đó rộng rãi hơn để cho khi mà em ra thì cái không khí nó cũng thoáng đãng cho chị có trẻ em hơn. Thì trong đơn vị thì cũng có một ông anh, thì anh nói là anh có một ngôi nhà
Dạ, hiện giờ xin để không có ai, chưa có ai thuê á. Thì cũng muốn là cho vợ chồng mình thuê. Đang hướng là vợ chồng rảnh thời gian thì đến xem, nếu mà được thì sẽ thuê nhà đó. Đó là một căn nhà riêng. Ồ, nhưng mà lúc đó thì Phượng cũng ở mình. Dạ, đúng rồi. Con. Dạ, dạ, với con. Ở với con, ở với gạo. Dạ. Thứ nhất là công việc em làm hiện tại thì chị cứ nghĩ quản lý một cái cửa hàng thì nó rất là nhiều việc. Bây giờ có thêm bé gạo thì giống mình phải tạo thêm nhiều động lực nữa. Cứ nghĩ là cứ cố gắng vì bé gạo thôi. Chứ bây giờ họ hàng thì cũng chỉ giúp một thời gian ngắn thôi. Quan trọng là bản thân mình thôi. Em thấy anh Tân qua chương trình thôi, tất nhiên là những lúc mà hai vợ chồng với nhau không thì em không thể cảm nhận được. Nhưng mà em thấy là qua những gì mà từ phía các khán giả theo dõi chương trình thì anh Tân rất là may mắn. Tại vì gặp một người nữ rất là cảm thông cho anh. Và rất là chịu đựng, rất là mạnh mẽ, giỏi cả việc công việc cá nhân, rồi đang làm một quản lý mà lại có thể quán xuyến được nguyên một căn nhà như thế này, rất rất là tuyệt vời. Em không có giỏi được như vậy đâu chị ơi. Tất nhiên hồi trước mình nghĩ là quen một sĩ quan thì cũng có những cái khó khăn như vậy rồi. Yeah. Nhưng mà bước vào trong cuộc rồi mình mới biết được nhiều hơn. Thì yeah, có những cái gì mà sau này mình mới không ngờ là nó tới mức độ như vậy, có không? Có chứ, thực sự cái lúc mà mình quen anh và tới khi mình quyết định cưới á, thời gian cũng khá là ngắn. Rồi mình nói về lòng tin thì thực sự là rất là tin về anh. Nhưng mà có một hôm thì bất chợt, hôm đó anh say. Cái hôm đó về thì tự nhiên trong lúc ngủ á, có gọi tên một người phụ nữ. Sáng ngày mình hỏi rất là nhiều với anh tên đó là ai vậy. Mà anh nói với mình không, thực sự là anh hứa với vợ gọi là không có gì. Và thực sự trong cái ánh mắt đó mình tin. Mình tin về con anh ấy. Có thể nói bây giờ em là lòng tin tuyệt đối đối với là chồng em. Em tin tưởng rất là nhiều về người đàn ông mà em đã chọn. Nói về những cái chuẩn mực thì Trinh nghĩ mà anh làm việc trong quân đội thì chắc chắn về nhà anh có những cái chuẩn mực, những cái giờ giấc, những cái tác phong rất là nhanh nhẹn, có thể hơn những ngành nghề khác, có đúng không Phượng? Đúng rồi, giờ anh có một cái giống như là một cái chuẩn mực riêng. Em nói chẳng hạn đơn giản là anh dậy là 5 giờ sáng anh dậy rồi, 6 giờ sáng ăn sáng, buổi trưa là 11 giờ ăn trưa, ngủ trưa tới 1 giờ. Đó là cái lịch của anh luôn. Và khi mà mình mới cưới anh về á, mình nói ôi trời ơi, sao lịch gì mà mình nghe mình cảm thấy rất là khó theo. Đúng rồi, tại vì 5 giờ sáng mà mình đang còn, lúc đó mình thực sự rất là ngủ ngon. Thì bắt đầu anh dậy rồi, bắt đầu anh tập thể dục rồi anh dọn dẹp nhà cửa. Lúc mà mới cưới anh về bất ngờ lắm, bây giờ thì quen rồi. Nhưng mà mình mới đầu lịch nhau như vậy thì anh có khó chịu với mình, anh bắt mình phải theo ảnh không hay là thoải mái? Không, ba của gạo có một cái là không bao giờ ép buộc vợ của mình, rất là chia sẻ. Tại vì ba biết là công việc của mẹ rất là nhiều, cho nên là ba luôn luôn dành thời gian cho mẹ để nghỉ ngơi, đặc biệt là trong thời gian này. Cảm ơn anh Tân và Phượng đã chia sẻ rất là nhiều về gia đình, về cuộc sống của hai bạn như thế nào. Và quả thật nghe qua thì Trinh cảm thấy rất là nể phục. Rõ ràng là hai bạn phải cố gắng rất là nhiều. Và Trinh hy vọng là cái hạnh phúc tiếng cười cũng như là cái nắm tay mà Trinh thấy từ đầu chương trình tới bây giờ, hình bây giờ mới buông ra đó, chứ hồi nãy giờ là nắm rất là chặt. Trinh hy vọng là nắm như vậy hoài để sắp tới dù có thêm những cái khó khăn, thử thách, trở ngại nữa thì vẫn cứ nắm chặt tay nhau. Yeah. Nha. Và bây giờ Trinh muốn nghe mong muốn của từng người nha, của vợ và của chồng dành cho đối phương. Mình chỉ mong một điều duy nhất thôi, là ba bé gạo sẽ hạn chế dùng điện thoại để dành thời gian đó cho hai mẹ con. Và ba biết thì mẹ không muốn bé gạo sau này ảnh hưởng điện thoại giống như mẹ đã chia sẻ với ba. Được không ạ? Đừng quan tâm. Được. Và đây thì ba cũng xin lỗi mẹ và cũng hứa từ nay sẽ làm tốt bổn phận của người chồng người cha. Tạm chấp nhận và hy vọng anh sẽ giữ được lời hứa. Còn anh mong muốn gì ở vợ mình? Em chỉ mong vợ em cố gắng làm sao giữ gìn sức khỏe tốt để sắp tới đón bé gạo thôi. Mẹ hứa với ba. Chứ giờ mình dày rồi mà ổng còn mong mình cái gì nữa chứ. Chắc mình quạo lắm ha. Mình đã chịu được quá rồi. Rồi.